bạn không lấy lốc thì nó lấy cái lốc, nó lốc cái ô thần tượng lên là bạn đi. Bạn đi thật xa để trở về. Bạn đi thật xa để trở về. Ây da, nhiều thằng mẹ mong me nó lùn thế nhở. Nhiều thằng mong me nó bóc bi nó lùn chứ ta. Bạn không lấy, nó lấy lốc, cái nó lốc mà cho thần tượng lên là đi luôn. Giờ lại thấy chậm, đánh lùn ngon mà. Đánh lùn bạn ít chết, bạn cứ roll thôi. Có 6 chết, 7 chết thì bạn cứ roll thôi. Ít chết người ta hồi máu ngon mà. Lùn giờ lại thấy chậm ngon thế thì... Đánh chuột đồ này mà đánh chuột. Ừ, nhìn đồ đi. Cái gì cũng đòi đánh. Có nhìn đồ chưa? Mà cứ đòi đắm thôi. Cái gì cũng đòi. Mà có nhìn đồ không? Cứ đắm. Đánh đánh con cọp. Hãy nhìn vào đồ trước đi, chơi được đắm cái gì. Empire above all. Mẹ, đồ như thế này chuột cái gì? Lấy cái nước mắt ấy, xong rồi ra cho cái Kathleen 2 này vào, cầm hai cái nước mắt nhắm sớm đỡ mất máu này. I can do this. Do not take my hammer man. Ráng thôi. Charmed, I'm sure. I can do this. Bà lùn là bà nhìn. Bây giờ bỏ Taric ra ngoài này. Bán này. Bán ba con này hết rồi. Thằng đéo là cũng thua mà. Đâu có cần sản tao biết đi đâu. Ôi thật xấu. Đây, này chắc giết được con hai con này. Ôi thật xấu chậm. Đấy, lại kết tình lại thế trận. Giết con chùa đi, giết con chùa đi. Giết cái mạng chùa đi. Dích ơi. Dích. Nhiệm vụ của mày đơn giản lắm. Dích cái nặng chuột đi. Đúng rồi, ngon. I can do that. Có con cóc mo này được này. We go. Con cóc mo tí cầm hai nước mắt được. Hot on the trail.
thì bạn cứ lượm hai nước mắt đi, bạn chưa rôn mà. Pháp sư hay không pháp sư thì tí tính. Thấy có rằng là thế chậm là thấy lùn ngon rồi. Ôi trời ơi, mẹ nó đông quá. Nó 6 slot nó còn thêm một mỡ nữa thì mỡ đó. Cũng phải vừa phải thôi. Ôi trời ơi, luôn bị ma nó đông. Đau quá làng nước ơi. Đau quá. Mỡ nó. Hammer ding dong này. Mở cổng gác cũng được các bạn. Có con này đam đi, em mở cổng gác cũng được nhé. Nhặt luôn đi, nước mắt để sau vậy. Nước mắt đơn sau. Chứ bây giờ bạn nhặt hai nước mắt mà bạn cũng chả có con cầm hai nước mắt thì cũng thế là. Thật mà, bây giờ bạn nhặt nước mắt mà bạn không có cái con cầm hai nước mắt thì bạn cũng đi thôi. Bây giờ thiếu con vách là 6 lùn rồi đúng không? À chip nữa, vách vách chip. Đây này, cho con này vô này, cho con đam vô này đó. Rồi thì mới có đam được chứ. Rồi cho sờ quên vô lấy hai bác sư. Cho sờ quên cầm lấy giáp đi. Đó, vậy thì mới có đam chứ em. Nhưng mà không có đam đâu. Ui dồi ôi, ông này hảo hán. Hảo hán. Hảo hán kinh đấy. Hảo hán. Cái này mà hảo hán thì cũng gắt đấy. May là gặp tôi đã mất máu đấy nha. Ôi ngon chưa? Đấy, quá trời luôn, lùn nhiều quá trời luôn. Đánh lùn ở đầu game chỉ có bị đánh đấm một xíu thôi. Giờ có vách ấy, là mình đã có 6 con rồi. Có con vách là ngon. Vách là 6 lùn. Tính ra có giáp thiên nhiên đánh lùn lợi lắm. Mấy cái bài mà giáp thiên nhiên như thế này đánh lùn lợi mà. Lợi cái là bạn đỡ cái đất chết. Đủ slot. Bạn đánh level 7 là bạn kẹt được thêm một brown. Cố lên. Ây da, chọn được cái này đánh máu rồi. I can do this. Where's the action? Hai luôn. Mọt nước thế nhở? Là thiếu con vách nữa thôi đúng không? Thiếu đúng con vách. Empire above all. Rồi giờ chắc chỉ được up chết thôi anh em ạ. Chỉ được up chết thôi. Cung là thấy mẹ. Đi thật xa để trở về. Hai cái găng thì đánh rời hình nè. Hay đánh lắc. Đánh lắc nhỉ. Poppy giáp lửa luôn nhé. Poppy 3 tới nơi. The fun begins. Poppy 3 à nè. Do not make my hammer mad. Thôi thôi. Poppy giáp lửa luôn. Nếp máu. Đựng cái nước mắt nữa đi. Lùn ra nhiều mà, quá trời. Thì đang đánh lùn đấy. Đang đánh lùn mà. Không đánh lùn đâu. Giờ
là có con bờ lít là ngon á. Giờ rốt một tí kiếm con bờ lít nè. Rồi giờ lại thấy trận bóc đi ba. Nhờn. Bóc đi hồi máu chơi hết. Đây rồi. Is harder than flesh. Và chỉ việc lên chết thôi anh em ạ. Cảm giác mất nhiều máu quá thì các bạn ấp chết lên luôn cũng được ấy. Bây giờ ấp chết thêm con Blitz vào hoặc là con Zyra vào này. Blitz đi, mình nghĩ là Blitz trước. Tại vì mình đang đánh bằng Bobby á. Mình đang đánh bằng Bobby nên mình cho Blitz vào trước. Này hảo hán cũng xấu rồi này. Giết cảm giác thiên nhiên đi, tái chế mà, quên. Không, Blitz trước đi. Tại vì mình đang có học giả rồi. Lên chết á, lên chết 7 cho Zana với Zyra có 4 học giả rồi đi. Cái này rất thiên nhiên mà, thoải mái. Nghèo thì phải chịu thôi, giờ nó ra tướng nhiều thì phải nghèo thôi. Bốn học giả thì bây giờ mình đi lượm gậy trước đi ha. Nước mắt lượm sau không? Lượm gậy trước cho nó có đam. Mình đánh bốn học giả có mana ấy. Sao
Sao lại đá hai răng ra làm gì? Người ta cần xài cái rít phép mà cứ đá hai răng ra thôi. Rồi cần cái rít phép phải cái đá hai răng. Cái dàn lại thế trận mong phép đùa. Cháy rồi kìa, nhà nè, mới em vào một đấy. Hơi cháy rồi kìa. Em mở vô cực nhà có thể hên xui bạn ơi. Chưa biết nữa. Đợi xem đồ đạc đã. Hảo hán của các bạn này, cũng 10. Hảo hán, bạn đúng hảo hán rồi đấy. Hảo hán 5 máu là cút rồi. Ấn đẹp đấy. Nhưng mà cút rồi. Em mở kiếm súng là co item luôn rồi. Để trông ngon. Ê, có một đồ này. Trời, con đi nữa đây. Ồ, nước mắt luôn nè. Làm cái dao điện thôi. Cốc à? Điện hay là cốc nhỉ? Đồ gây xấu á. Nó điện hay cốc nhỉ? Cái này chỉ cần ăn đâu điện. Cái cung cũng chả biết ghép cái gì đâu. Đây đây, nổ đi bạn ơi, bạn mình yếu lắm. Bạn không qua được bài mình nữa thì chưa đó. Rồi sao con này ăn con em con vô lê rồi. Đi. Đi. Cái này thì đi. Mai nổ. Quá hào hán. Let's get going. Quá là hào hán. Mười điểm. Let's get going. Hào hán quá, 10 điểm về chỗ. Ra hay con gì đó là mình thay rồi. This is burning. Don't worry. Goggles on. Gây ra. Nhưng mà hai rồi. Lên 8 mới xài bờ ông nhá. Ôi cái gì? Cái gì đây? Tiêu ra 2 luôn. Thằng này đâu có đánh hảo hán đâu. Đùa nhau à? Vừa phải mèo luôn kìa. Đẹp ma này đó. Thằng chó đỏ nào đó? Ken 3.
mà vừa phải thôi. Level 7 30 tiền. Kaiza 2, Fiora 2. Không đánh ngoại binh. Mày đùa ta à? Dẫn mặt à? Mẹ. Level 7 30 tiền. Fiora 2, Kaiza 2. Không đánh ngoại binh đấy. Game kỹ năng. Game kỹ năng thực sự. Where's the action? Let me get in there. Tôi cũng đéo biết nó làm sao. Nó magic. The fun begins. Tôi đang kiếm con Vex 2 lò, con mắt còn chưa ra đây này. By my calculations. Kiếm Vex 2 còn chưa ra là nó đã kiếm tới Kaiza 2 rồi. Đéo hiểu. Game kỹ năng. Đừng kỹ năng thật đấy. Bạc luôn đi, ấn bạc luôn đi, nhanh nhẹn nhỏ nhắn. Nhỏ nhắn, nhanh nhẹn nhỏ nhắn. Giáp tự chế cũng ổn. Giáp tự chế mà đi thảy cái giáp thiên nhiên vào, hút cái giáp thiên nhiên ra. Chiến lợi phẩm thì có hút máu. Giáp tự chế thì trâu hơn. Thế các sư công nghệ không ngon đâu. Một là lấy cái này, hai là lấy cái này thôi. Thôi giáp tự chế đi. Giáp tự chế trâu lắm. Lùi giáp tự chế. By my calculations. Lùi giáp tự chế họ mà tí cùng lắm mình hút đồ con dịch ra mình thấy cái giáp thiên nhiên ở trong con chip. Mắt không hiểu sao vách 1 được luôn đấy mấy. Mẹ con đúng thằng này vách 2 mình vách 1 luôn, ảo thật á. Thằng này bị thử kéo hào quang đánh lắc, ảo đánh lắc căng thế. Game chán quá. Chắc phải lên chết mọi người. Mình lên chết thôi. Mình lên chết mình thêm brown ra đây. Mình không có tăng đấy, yếu quá. Lên chết đây. Lắp vô nó có tái chế bạn ơi. Lắp để cho nó là tái. Nó bên tái chế. Lắp làm gì.
Goggles on. I see things clearly. Kenapa kau tai ce? Lắp vô được hai mảnh đồ nó có tái chế. Siêu có tái chế. Ủa cái gì Akali 2 đấy? Còn mày chơi game vừa phải đấy chứ. Akali 2 luôn kìa. Mà tụi mày chơi game hack thế. Hết thằng Teja 2 rồi, thêm Akali 2 nữa. I recommend skipping. Yup. Mà tôi thì cô đơn vết 1 ạ. The stage is set. Tôi thì lẻ loi với con vết 1. Khổ thật sự ấy. Mạnh. Cái việc tôi đấm nó với cái việc nó đỏ đến liên quan tới nhau bạn ạ. Nói gì liên quan trước đi. Mình đấm nó với cái việc nó đỏ chó thì liên quan đến con mẹ gì với nhau. Vút rồng à. Vút rồng. Có khi vút rồng tăng con Warwick được. Mấy cái cốc cũng ngon nữa. Mình lấy vút rồng thì chúng nó sẽ không lấy được vút rồng nhỉ. Quên nhỉ. Cốc thì cũng ngon này. Yep. Chung nhiều cái ngon lắm. Mình đang nuôi một con. Từ sau ra em mờ đi, đừng có ra vết. Mày đã không ra vết, mày không ra vết luôn. Mày đã em mờ đi, con lên 3 thôi. Mày gian nan là 1 thế này. Mà thằng này nó cũng chẳng có con gì để nhét bốc đồng như ngon ấy. Nhờn với luôn. Đấm với luôn. À, con Akali sẽ được 2 gian rồi. Yep. Tỉnh mà ra vết là đéo gì nữa. Không lên nổi của Brown 2 cái Zana 2 luôn này. Đen thế ta. Không có hồi máu nhưng luôn luôn này nó bút được máu này. Này có mà 7 chấm mấy con Vích. À 7 chấm mấy con Vega. Mà bây giờ đấy, đấy đi mà giáp lửa đấy cả. Duy nhất chỉ mỗi một tướng. Chỉ một mỗi tướng cho mẹ Brown giáp lửa đi. Thank you.
cái giáp lửa với cái anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.